5 điểm đón taxi cố định sẽ được đặt tại các địa chỉ cụ thể sau: trước số 16 Alexandros, trước cổng 9 Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước số 29 Lý Tự Trọng, đối diện số 139 Nguyễn Du, trước số 3 Hàng Thuyên. Tại các điểm đón taxi có biển báo và trụ báo, taxi phải dừng đổ theo quy định trên phần kẻ vạch để đón trả khách. Khi mà làm những cái điểm đón taxi mà cố định thì cũng sẽ tiện lợi cho những người mà đón taxi ví dụ như ở tỉnh khác đến, và cũng có thể là nó có những cái điểm cố định ấy thì nó sẽ ít gây ra những cái vấn đề mà ách tắc về giao thông hoặc là tai nạn giao thông có thể xảy ra. Ví dụ trong Bệnh viện Nhi Đồng mà nó có cái điểm đón cố định, ta vô đó ta đón tại đó, còn những chỗ bên ngoài ta có là ra chỗ đó ta đón cũng được, để nó cũng thuận tiện cho người ta cái đó. Cơ bản thì nó có thể có vật, nó có vẻ là chuyên nghiệp và văn minh hơn, bắt dọc đường thì nó nhiều khi nó gây cản trở giao thông. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 11.000 xe taxi truyền thống. Lượng xe taxi lớn lại thiếu bến bãi đậu nên hầu hết các xe taxi đều đậu ở trên vỉa hè, lòng đường, khiến ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính vì thế, khi những trạm đón taxi đi vào hoạt động sẽ phần nào khắc phục được tình trạng xe taxi chạy vòng vòng trên đường, đậu xe hay dừng đón trả khách không đúng quy định, từ đó hạn chế ách tắc giao thông. Sau thời gian thí điểm, nếu thành công, mô hình này sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố.